quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Tại California, người đàn ông bị tông chết khi mà dừng xe để giúp cho đàn vịt qua đường. Mới đây một người tài xế đã bị một cô gái trẻ lái xe tông chết khi mà ông này đang dừng xe lại để giúp cho một đàn vịt băng qua đường. Theo giới chức của California đã cho biết như vậy. nạn nhân được xác định tên là Casey Rivera, 41 tuổi. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày thứ năm ngày 18 tháng 5 gần góc đường Port Drive và Stanford Ranch Road ở Rockland, cách tiểu bang của Sacramento vào khoảng 25 dặm về phía đông bắc. Theo thông tin của cảnh sát, thì trong khi người đàn ông đang cố gắng giúp đỡ cho một đàn vịt con đang ở giao lộ, thì một cô gái trẻ đã đâm chết ông khi mà di chuyển về phía đông trên đường Stanford Ranch. Đàn vịt con vẫn an toàn, thưa quý vị. Cô gái, 17 tuổi, người gây ra tai nạn, vẫn ở lại hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra để phối hợp điều tra. Đại úy Scott Horrillo của cảnh sát Rockland cho biết có thể là cô gái không phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Ông Horrillo đã nói với đài NBC News rằng vẫn còn nhiều bằng chứng cần xem xét, nhưng theo kết quả kiểm tra ban đầu, không có bất kỳ sơ xuất phạm lỗi nào từ phía của cô gái. Một cậu bé 12 tuổi đã nói với đài NBC Sacramento, chi nhánh của KCRA rằng Bi kịch của Rivera diễn ra ngay trước mặt những người đang vỗ tay tán thưởng cho hành động tử tế của anh ta. Angel Chow, vợ của nạn nhân cho biết, bà cảm thấy rất cảm động trước sự giúp đỡ của mọi người dành cho ông Casey Rivera và gia đình trong những ngày sau cái chết của ông Casey. Vẫn tiếp theo phần tin địa phương, có hai người đàn ông được tìm thấy đã qua đời tại một bãi đậu xe của khu thương mại Anaham Garden Walk gần với Disneyland sau khi có tin báo về một cuộc ẩu đả của một nhóm người trong khu vực này. Theo nhật báo Orange County Register, thì một cảnh sát viên có tên là Mark Lindhuk cho biết rằng họ đã nhận được một cú điện thoại 911 cho biết rằng có một vụ nổ súng tại bãi đậu xe trong khu thương mại nói trên. Khi cảnh sát tới nơi, họ nhìn thấy có ai đó đã bị một chiếc xe cán qua người và cảnh sát nhanh chóng tìm thấy một thi thể của một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị bắn chết bên trong bãi đậu xe. Nạn nhân thứ nhì khoảng trên dưới 30 tuổi cũng được tìm thấy trong tình trạng bị thương trên mặt đường bên ngoài khu đậu xe. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện thế nhưng đã qua đời. Nguyên nhân về cái chết vẫn chưa được xác định. Cảnh sát viên có tên là Mark Grintock cho hay theo cuộc điều tra sơ bộ thì đã có một cuộc ẩu đả giữa nhiều người bên trong khu đậu xe trước đó. Giờ hữu trách cho hay chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ đánh nhau, đồng thời đưa tin về nghi phạm vẫn chưa được công bố. Giới hữu trách cũng không tiết lộ tên của hai người đàn ông đã chết trong khi chờ thông báo cho thân nhân của họ. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay. Nhân viên gốc Việt trường OCC đã bị thiệt mạng do bị tông ở Fountain Valley. Một nhân viên gốc Việt trường Orange Coast College, gọi tắt là OCC, đã bị thiệt mạng và một nhân viên khác đã bị thương nặng do bị xe tông ở Fountain Valley vào tối ngày 21 tháng 5, theo Orange County Register đã cho biết. Chiếc xe Infinity FX35 đời 2005 màu bạc đang chạy hướng bắc của đường Bouchard thì lạng sang hướng đối diện và tông vào chiếc xe Nissan Sentra đời 2015 màu đen vào khoảng 11 giờ 50 phút tối. Sở cảnh sát Fountain Valley đã cho biết. Tài xế của chiếc xe Sentra được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, còn người đi chung thì đã bị thiệt mạng. Tài xế chiếc xe Infinity cũng đã bị thương và được đưa đến bệnh viện. Vụ tông xe này đang được điều tra và là nguyên nhân có lẽ là do say rượu hoặc là ma túy. Người thiệt mạng là cô Emily Trần, 34 tuổi, là kế toán viên của trường OCC. Còn tài xế chở cô là nhân viên hỗ trợ sinh viên. Thật bàng hoàng, tôi mới nói chuyện với cô ấy vào tuần trước. Ông Juan Guterres, là giám đốc tiếp thị và quan hệ công chúng trường OCC, đã nói về cô Emily. Cô ấy có ảnh hưởng tốt với rất nhiều người. Và sáng ngày thứ hai, bà Angelica Suresh, hiệu trưởng trường Orange Coast College đã ra thông báo cho biết rằng cô Emily là một người rất đặc biệt, nổi tiếng vì lòng nhiệt tình, đam mê và cam kết sâu sắc với sinh viên. Tinh thần tích cực và sự quan tâm thành thật của cô ấy đối với những người khác đã tạo ra một cộng đồng yêu thương nhau và sẽ mãi mãi được quý trọng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự dẫn bày của Hoàng Dung và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Facebook và trên YouTube ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật an lành và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.